Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những nhân vật rất quen thuộc với chúng ta ở khởi đầu của hành trình mùa vọng đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, hay chúng ta còn gọi là Gioan Tiền Hô. Đây là nhân vật được loan báo từ sách ngôn sứ Isaiah như chúng ta thường nghe. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Gioan Tẩy Giả là người dọn đường. Ở khởi đầu của mùa vọng á, thì lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta dọn lòng để đón mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần. Rồi kết thúc mùa vọng, kết thúc mùa Giáng sinh, Gioan lại xuất hiện với vai trò của một người làm phép rửa cho Chúa Giêsu bên sông Jordan để chuẩn bị đưa Chúa Giêsu bước vào trong cuộc sống sứ vụ công khai. Như thế chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của nhân vật Gioan Tẩy Giả này đánh dấu cái nhịp phụng vụ của giáo hội. Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một người dọn đường để dẫn chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Vì thế mà trong cuộc tĩnh tâm mùa vọng, rất nhiều điều chúng ta có thể học được nơi nhân vật Gioan Tẩy Giả này về cái cách dọn đường cho Chúa. Có một số điểm con muốn mời gọi mọi người dừng lại để cùng suy niệm với con. Thứ nhất là hình ảnh của tiếng người hô trong hoang địa. Gioan khởi đầu ơn gọi của mình bằng đời sống trong hoang địa. Nếu người nào đã từng được đi hành hương trên đất thánh thì chắc chắn trong tâm trí của chúng ta sẽ còn in đậm hình ảnh của vùng hoang địa Giu-đa. Đó là một vùng đồi núi cằn cỗi, một miền cô tịch và hoàn toàn tách biệt khỏi những cái phồn hoa đô hội ồn ào của thành phố. Tưởng tượng ra hình ảnh này có thể giúp chúng ta nhập cảnh để bước vào giờ cầu nguyện của mình tốt hơn rất là nhiều. Thứ nhất, hoang địa đó là một nơi rất là thinh lặng. Sự thinh lặng của hoang địa đặt con người đối diện với cái thinh lặng của lòng mình, cho con người cái cơ hội để gặp lại mình và để gặp lại Thiên Chúa. Thứ hai, hoang địa là nơi rất nghèo. Sự nghèo khó của hoang địa dạy cho người ta cái cách sống đơn giản, giải phóng con người ta khỏi những cái phụ thuộc quá mức vào của cải vật chất hay là những cái tiện nghi của cái cuộc sống hiện đại. Rồi cái thứ ba, hoang địa là nơi nung nấu cho lòng người ta những cái ước mơ. Việc sống trong hoang địa có thể giúp cho con người ta vững vàng hơn, bản lĩnh hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn trong đời sống nội tâm và trong nhân cách của chúng ta. Vì thế mình thấy hầu hết các cuộc cám dỗ được kể lại trong Kinh Thánh thường thì đều xảy ra nơi hoang địa. Cho nên chúng ta thấy hoang địa là khoảng thời gian chuẩn bị cần thiết cho bất cứ người nào muốn dấn thân vào một hành trình sứ mạng. Đó là khoảng thời gian dạy người ta sống như là một người được dành riêng. Ở khởi đầu cái hành trình của mình, Thánh Gioan Tẩy Giả đã được chọn và đã sống như một người dành riêng như vậy đó. Và đó là một lựa chọn rất là kỳ lạ. Chúng ta biết rằng Gioan được sinh ra và lớn lên ở trong vùng đô thị Judea. Cha của Gioan là một người thuộc tầng lớp tư tế, có thể nói đây là một người có thế giá, bởi vì đây là một trong những người hiếm hoi được chọn để dâng hương cho đền thờ của Đức Chúa. Khi sinh ra trong dòng tộc tư tế thì đương nhiên là Gioan có hoàn toàn có cái quyền được tiếp bước cha của mình trong cái chức nghiệp tư tế. Gioan có quyền sống một cái cuộc đời khác, có quyền có một cái tuổi trẻ khác đầy hào nhoáng, đầy phù hoa với vùng đô thị Judea. Nhưng mà Gioan đã chọn cho mình một con đường khác. Chúng ta thấy tuổi trẻ của Gioan đã trải qua giống như là một vị ẩn sĩ vun đắp cho mình những đạo hạnh ở bên trong thay vì là những phù phiếm bên ngoài. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà thay vì những quần là áo lược. Ông Gioan thắt lưng bằng dây da thay vì những điểm trang lộng lẫy và bóng bẩy. Rồi ông Gioan ăn châu chấu và mặc ôn rừng thay vì tìm kiếm những củ ngon vật lạ, vân vân và vân vân. Những cái lạ lùng trong chọn lựa và trong lối sống của Gioan đó trở nên như là một dấu chỉ, và cái dấu chỉ đó kéo người ta về phía ông. Dấu chỉ đó làm chứng cho chúng ta thấy là cái con đường mà Gioan chọn, cái hành trình mà Gioan đi phải có một cái giá trị gì đó thật sự rất là đặc biệt. Phải đặc biệt thì mới có sức hút để kéo Gioan ra khỏi những cái hành trình bình thường, mới có thể giải phóng để Gioan sống cho trọn vẹn với cái lý tưởng của mình.
Chính cái lối sống của ông hấp dẫn mọi người và lôi kéo mọi người đến với ông Gioan. Chính cái đời sống của ông Gioan trở nên như là một lời loan báo, vọng vang từ giữa lòng hoang địa. Ông trở thành tiếng hô trong hoang địa. Với cái cụm từ tiếng hô trong hoang địa, bản văn Hy Lạp dùng một cái động từ đặc biệt, đó là động từ boao. Chúng ta biết động từ boao không chỉ đơn giản là một cái tiếng hô, một cái tiếng kêu. Chính xác đây là một cái tiếng gào to với hết sức của mình để mong mọi người lắng nghe mình. Đó là tiếng gào vang lên từ cái lồng ngực của một người trẻ với đầy cái xác tín, đầy cái nhiệt huyết trong cái tâm hồn và trong cái sứ mạng của mình để dọn đường cho Chúa. Tiếng gào ấy như thể là muốn vang lên cho đến tận cùng trời cuối đất để có thể thấm vào, chạm vào được cái tâm hồn của con người, chạm vào được cái tâm hồn của mỗi người chúng ta. Trong mùa vọng, chúng ta được mời gọi trở về với cái hoang địa của lòng mình để nghe lại cái tiếng gào của Gioan mà đã được loan báo từ thời ngôn sứ Isaiah. Mọi hố sâu hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi hãy bạc cho phẳng, đường quanh co hãy sửa cho thẳng ngay, nẻo gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Một số câu hỏi mà con có thể gợi ra ở điểm này để chúng ta dừng lại và suy niệm. Câu hỏi thứ nhất, để có thể làm người dọn đường cho Thiên Chúa thì Gioan đã chọn một thời gian ẩn dật trong hoang địa. Và hoang địa của Gioan đó chính là vùng sa mạc Giu-đa. Vậy thì đâu là hoang địa của tôi? Đâu là vùng đất mà tôi chọn cho mình trong thời gian này, ở lúc hiện tại này, để tôi cũng có thể một cách nào đó chuẩn bị tâm hồn của mình làm một người mở đường, làm một người dọn đường để Chúa đến với tôi và đến với mọi người. Câu hỏi thứ hai, trước cái lời rao giảng của Gioan, tôi được mời gọi để nhìn lại những cái hoang địa không chỉ là của lòng mình, của cá nhân mình, mà có khi là của chính cả cái xã hội mà tôi đang sống. Đâu là những cái hầm hố cần phải được lấp đầy ngay trong lòng xã hội của tôi? Đâu là những núi đồi, những gồ ghề cần phải được san phẳng? Đâu là những đường nẻo quanh co cần phải được uốn cho ngay thẳng? Và tôi có thể làm được điều gì trong cái công trình này để dọn đường cho Chúa, để người ta có thể nhìn thấy giữa xã hội của tôi là một xã hội có chỗ cho Chúa, có con đường cho Chúa đến với mọi người? Điểm thứ ba, trong hành trình theo Chúa, tôi có kêu mang trong lòng mình cái điều gì đó mà giống như Gioan, tôi muốn gào to lên, tôi muốn cho mọi người biết. Và tôi có cảm thấy có điều gì đó cản trở tôi không? Không cho tôi kêu lên, không cho tôi sống thật với cái ơn gọi của một người dọn đường cho Chúa. Tôi học được gì từ cái tiếng hô hay là từ cái tiếng gào trong hoang địa của Gioan Tẩy Giả? Đây là điểm gợi ý thứ nhất về tiếng hô trong hoang địa. Chúng ta bước qua điểm thứ hai, nhìn về Gioan như là một người dọn đường cho Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng câu châm ngôn sống rất là nổi tiếng của Thánh Gioan Tẩy Giả như được kể lại trong Tin Mừng Gioan, đó là gì? Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Hãy nói đơn giản hơn, người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại. Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương rất là đáng để chúng ta noi theo, để giúp chúng ta sống cuộc sống của mình, sống một cuộc đời có giá trị. Gioan là người hoàn toàn thoát khỏi chính mình để có thể sống trọn vẹn cho cái sứ mạng của mình. Và ông thực thi sứ mạng của mình á, bằng cách làm cho mình càng ngày càng nhỏ lại. Và khi mình càng ngày càng nhỏ lại thì Chúa càng ngày càng được lớn lên. Chúng ta biết rằng trong những tháng ngày rao giảng của Gioan Tẩy Giả thì ông đã gặt hái rất là sớm được nhiều thành công. Có nhiều người tuôn đến với Gioan, nhiều người lắng nghe lời của ông, nhiều người hạ mình để được ông làm phép rửa. Nhờ có ông mà nhiều người được hoán cải và làm lại cuộc đời. Vì đó mà có rất là nhiều người đặt kỳ vọng nơi Gioan, thậm chí là có người hỏi liệu ông có phải là đấng Kitô mà toàn dân đang ngóng đợi hay không. Giữa rất là nhiều cái hào nhoáng và thành công như vậy, Gioan là biểu tượng của những người biết rất là rõ mình là ai và mình không phải là ai. Tin Mừng Thánh Gioan kể lại cuộc tranh luận và phản ứng của các môn đệ Gioan. Các môn đệ này so sánh thầy của mình là Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời rao giảng. Các môn đệ của Gioan thấy là
Rõ ràng là Chúa Giêsu nhờ có ông Gioan ông giới thiệu thì mới xuất hiện được nơi công cộng. Thế mà bây giờ càng ngày càng có nhiều người đến với Chúa Giêsu. Chắc là các môn đệ của Gioan cũng chạnh lòng lắm. Thấy người ta thành công hơn thầy của mình, thấy cái người đã từng được thầy mình nâng đỡ, bây giờ thì các môn đệ bước theo quá chừng và mình trở nên lép vế. Đó là cái phản ứng bình thường của các môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Phản ứng đó là phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng mà chúng ta thấy rất là đẹp nơi Gioan, đó là Gioan không chiều theo cái lối nhìn và cái lối phản ứng của các môn đệ của mình. Gioan từ chối rất là rõ ràng và rất là dứt khoát những kỳ vọng và những cái mong đợi mà người ta đặt vào mình. Tôi không phải là Đấng Kitô. Chúng ta cùng nghe lại những lời rao giảng của ông Gioan. Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống để cởi quai dép cho người. Cả bốn tin mừng đều tường thuật lại câu nói này. Trước cái xu hướng mà mọi người muốn nâng mình lên thì Gioan tự hạ mình xuống. Đúng hơn á, Gioan biết đặt mình đúng cái chỗ mà mình thuộc về, biết đâu là cái vị trí của mình, biết phân biệt rõ đâu là những điều không thuộc về mình. Mình không được sinh ra chỉ để đáp ứng những cái mong đợi của đám đông, để đáp ứng những cái mong đợi của người khác. Con đường của mình đi không phải là con đường chạy đua theo những cái lời khen, theo những cái hào nhoáng mà người khác đã vạch ra. Chính cái việc biết lắc đầu với những cái ánh hào quang giả tạo như vậy là cái bí quyết để Gioan được sống cuộc đời của mình, sống đúng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã đặt vào chính cái cuộc đời của cái con người này. Trong đời sống thường ngày của chúng ta, nhất là trong nhịp sống của giáo hội, của giáo xứ, của các hội đoàn, của nhóm này, nhóm kia, chắc chắn là nhiều lần chúng ta đã chứng kiến những xung đột và những bất hòa. Nếu mà nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy thực chất á, tất cả những cái cuộc tranh luận hay là những cái xung đột, những cái bất hòa, hầu hết đều khởi đi từ những cái tôi biến chứng, những cái tôi không chịu nhỏ lại, những con người lúc nào cũng muốn khẳng định giá trị của mình. Và đâu có cái cách nào tốt hơn cái việc khẳng định giá trị của mình bằng cái cách là hạ bệ người khác xuống. Có những cái tôi không chịu nhỏ lại, và khi cái tôi không chịu nhỏ lại trong nhịp sống của giáo hội thì chỉ có một cách thôi, đó là Thiên Chúa phải nhỏ lại và biến mất trong tôi. Chúa phải nhường chỗ cho cái tôi không chịu nhỏ lại của tôi. Chúa phải nhường chỗ, Chúa phải biến đi thì cái tôi của tôi mới lên ngôi được. Là những người theo Chúa, chúng ta biết là nếu mà Thiên Chúa không được lớn lên mỗi ngày trong hành trình của tôi thì cái hành trình của mình đi, dù có thành công tới mức nào đi nữa, thì nói cho cùng nó cũng là một hành trình đầy phù phiếm và vô bổ. Và trước sau gì mình cũng phải đối diện với những cái nguy cơ của thất bại, của sụp đổ. Cái con đường của Gioan đang đi, nó là một cái con đường lạ, nhưng mà đó chính xác là cái con đường mà những người theo Chúa được mời gọi để bước đi. Đó mới chính xác là cái con đường để chuẩn bị cho Chúa có một cái vị trí trong lòng xã hội, trong lòng thế giới này. Rồi ở một chi tiết khác, Tin mừng Gioan chương 3 từ câu 29 cho đến câu 30 kể lại một cái hình ảnh mang nhiều tính ẩn dụ, nhưng mà cũng phản ánh cùng một cái tinh thần khiêm nhượng như vậy. Khi mà Gioan Tẩy Giả nói: ai cưới cô dâu thì người ấy là chú rể, còn người bạn của chú rể thì đứng đó nghe chàng ta thì vui mừng hớn hở vì nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của tôi. Niềm vui ấy bây giờ đã trở nên trọn vẹn. Nhìn thấy Đức Giêsu được người ta đón nhận và mình thì trở thành kẻ bên lề, với Gioan Tẩy Giả đó là niềm vui, đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Niềm vui như thế là đủ, và hạnh phúc như thế đối với Gioan là trọn vẹn. Thực sự chỉ người nào có một trái tim trưởng thành thì mới có thể cảm nếm được cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc mà Gioan nói, mới cảm nghiệm được cái sự đặc biệt của cái việc dám hạ mình xuống để nâng người khác lên, dám làm nhỏ mình lại để Thiên Chúa được lớn lên. Đó là niềm vui của một người tự do, bởi vì được hoàn toàn giải phóng khỏi những cái hạn hẹp của cái tôi, khỏi cái thế giới ồn ào của cái việc là phải khẳng định chính mình để hướng đến những người tha nhân. Đó là niềm hạnh phúc của người biết lấy niềm hạnh phúc của tha nhân làm cái niềm vui của mình, làm cái lý tưởng, làm cái lẽ sống của đời mình. Đó là một lối sống rất là cao cả và rất là đáng trân trọng. Lối sống đó mỗi người chúng ta đều phải tập và đều phải khát mong đạt được, nếu thật sự chúng ta muốn làm một người bước theo Chúa
và là một người dọn đường cho Chúa. Chúng ta biết lý tưởng của một người đi theo Chúa như con đã nói và con muốn lặp lại, đó là để cho Chúa lớn lên trong cuộc đời của mình, ngang qua cuộc đời của mình. Thiên Chúa càng lớn lên á, thì cuộc đời của mình mới càng có giá trị. Nhưng mà việc làm cho mình nhỏ lại, nó luôn là một cuộc chiến mà bất cứ người nào cũng phải đối mặt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta càng thấy thế giới này càng ngày càng không có thiếu những người giỏi giang, càng không có thiếu những người đạo đức, những người nhiệt thành. Những người như vậy không phải là khó kiếm. Nhưng mà chừng như thế giới của chúng ta đang có nguy cơ càng ngày càng thiếu những con người khiêm hạ. Trong dòng chảy đó thì giáo hội của chúng ta cũng phải đối mặt với cái tình trạng như vậy. Thiếu những tín hữu thật sự có cái nhân đức khiêm nhường để có thể làm người dọn đường cho Chúa. Kết quả là có khi càng sống thì người ta càng dở trong cái khả năng dọn đường cho Chúa. Người ta chỉ muốn dọn đường cho chính mình mà thôi. Rồi ngược lại, có khi chính chúng ta, chính những người tín hữu lẽ ra có cái nhiệm vụ dọn đường cho Chúa thì lại trở thành những cái rào cản bởi những cái gương xấu, trở thành những cái chướng ngại khiến người khác không muốn đến với Chúa nữa, không muốn đến với giáo hội nữa, khiến cho Thiên Chúa mất chỗ đứng trong cuộc đời, trong thế giới và trong xã hội của chúng ta. Người nào muốn cầu nguyện với hình ảnh có tính ẩn dụ để có thể gợi lên trong chúng ta nhiều cái tư tưởng, nhiều cái hình ảnh đẹp á, thì trong truyền thống của giáo hội có một cái điều rất là đáng để chúng ta suy niệm về cái ngày lễ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta biết là trong những ngày lễ của giáo hội á, thì Gioan Tẩy Giả là một trong những người hiếm hoi có cái ngày lễ gọi là ngày lễ sinh nhật. Chúng ta chỉ có ngày lễ sinh nhật của Chúa Giêsu, ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ và sau đó là lễ sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Ngày lễ sinh nhật của Gioan Tẩy Giả mừng vào ngày 24 tháng 6. Trong khi đó ngày lễ sinh nhật của Chúa Giêsu là ngày 24 tháng 12. Hai ngày này được đặt ở hai cái thái cực khác nhau. Hai ngày này biểu tượng cho điều gì? Chúng ta biết sinh nhật của Chúa Giêsu ngày 24 tháng 12 được giáo hội mừng trùng vào cái dịp của ngày Đông Chí. Ngày Đông Chí là ngày mà thời gian ban ngày là ngắn nhất và thời gian ban đêm là dài nhất. Nhưng mà sau cái ngày Đông Chí á, thì ban đêm mỗi lúc một ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại. Ban ngày mỗi lúc một dài ra, dài ra, dài ra. Có nghĩa là với Chúa Giêsu á, thời gian của bóng tối càng lúc càng thu hẹp đi, thời gian của ánh sáng càng lúc càng dài ra. Sinh ra trong cái ngày đó, Chúa Giêsu được giáo hội hiểu như là cái biểu tượng của ánh sáng, của nguồn sáng, của sự chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối. Đức Giêsu được xem như là vầng mặt trời công chính, bởi vì nhờ có sự xuất hiện của Chúa Giêsu mà thế giới của con người đã đầy ánh sáng và bóng tối càng ngày càng ngắn lại. Còn Gioan thì sao? Giáo hội mừng lễ sinh nhật Gioan vào ngày 24 tháng 6 thường là trùng với dịp của ngày Hạ Chí. Đây là ngày đầy ánh sáng nhất. Nhưng mà sau ngày đó thì thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn lại, thời gian của ban đêm càng lúc càng dài ra. Cuộc đời của Gioan là hành trình càng lúc càng thu mình nhỏ lại, càng rút mình vào trong vùng hoang địa của thinh lặng và của bóng tối. Một hình ảnh như vậy biểu tượng rất là đẹp để nói rằng cái cuộc đời của cái con người này nè, con người này được sinh ra không phải là để chiếu sáng, nhưng là để chuẩn bị cho một cái nguồn sáng khác. Con người này được sinh ra và học cách thu nhỏ mình lại, rút lui mình lại để nhường chỗ cho một cái nguồn sáng khác đẹp hơn. Một cách thi vị hơn, có thể ví rằng nếu mà Chúa Giêsu được xem như là vầng mặt trời công chính á, thì ơn gọi và cuộc đời của Gioan Tẩy Giả đẹp giống như là một giọt sương mai buổi sớm. Mỗi sáng sớm mà chúng ta thức dậy, chúng ta thấy trong cái lạnh đầu ngày đó, hạt sương mai động trên những tàn cây rất là đẹp, rất là lung linh. Nhưng mà hạt sương mai loan báo về một ngày mới. Hạt sương mai có thể long lanh được là nhờ ánh nắng trời. Qua cái giọt sương long lanh, người ta nhận ra có một cái nguồn sáng đang từ từ xuất hiện. Rồi khi ánh nắng vươn lên, thì chính cái giọt sương đó hoàn tất cái sứ mạng cuộc đời của mình và sẽ tan đi, để cho vạn vật bắt đầu một ngày mới với ngập tràn ánh sáng của mặt trời. Đó là một ơn gọi tuyệt đẹp. Đó là một ơn gọi của một cuộc đời rất là đáng để chúng ta noi theo.
Con xin dừng lại ở điểm này và để kết thúc bằng một số câu hỏi gợi ý để định hướng cho việc suy niệm của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất: để đến với con người, để con người biết và đón nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa luôn cần có những người dọn đường. Chúng ta thử nhìn lại cái hành trình sống đạo của mình. Từ khi mà chúng ta biết Chúa, chúng ta được làm con Chúa, chúng ta được bước vào trong giáo hội, chúng ta đã dọn được con đường nào cho Chúa chưa? Chúng ta đã thật sự mở ra được một con đường nào đó để giới thiệu Chúa đến với những người khác, để làm cho những người khác nhận ra Chúa của chúng ta? Hay là có khi ngược lại? Điểm thứ hai, Gioan là một người dọn đường cho Chúa bằng cách biết làm cho mình nhỏ lại, làm cho gương mặt của mình mờ đi, nhờ đó Chúa mới có thể lớn lên. Theo mẫu gương đó, tôi có thể làm được gì cho Chúa để Chúa có chỗ trong gia đình của tôi, trong nhóm hội của tôi, trong giáo xứ của tôi, trong giáo hội của tôi? Đâu là điều mà tôi nghĩ là tôi cần phải thay đổi nơi mình, thì Chúa mới có thể có cái cơ hội nào đó, có chỗ trong cuộc đời của tôi và mới lớn lên được trong cuộc đời của tôi. Câu hỏi thứ ba, ơn gọi của Gioan Tẩy Giả là một ơn gọi cao cả, và cuộc đời của Gioan Tẩy Giả đã sống là một cuộc đời rất đẹp. Trong hành trình mù vọng này, liệu tôi có thể trở thành một Gioan Tẩy Giả khác để Chúa có thể đến với nhiều người khác nữa hay không? Với những gợi ý nhỏ như vậy, xin cho phép con dừng lại ở đây. Chúc mọi người có một buổi cầu nguyện sốt sắng và chúc mỗi người chúng ta có thể trở thành một Gioan Tẩy Giả khác theo một cách nào đó trong hành trình của những ngày mùa vọng này, để chúng ta đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.